tập trung, tốc độ, chính xác và giành điểm. Các thí sinh bây giờ sẽ cùng nhau tăng tốc. Có 4 câu hỏi tất cả để họ thể hiện khả năng tăng tốc của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Các bạn đang nhìn thấy một hình vẽ và có một dấu hỏi chấm ở hình phía ngoài cùng bên phải. Các bạn hãy tìm ra quy luật của những hình chúng tôi cho ở phía trước và lựa chọn một trong 6 phương án A, B, C, D, E hoặc F để điền vào dấu hỏi chấm sao cho phù hợp quy luật. 30 giây bắt đầu. Trả lời nhanh nhất là bạn Thanh Huyền ở 0:20, bạn lựa chọn phương án F. Đó cũng là câu trả lời của bạn Hiệp Thuận. Bạn Thu Ngân lựa chọn phương án B và ở những giây cuối cùng, bạn Nhật Huy lựa chọn phương án F là người trả lời nhanh nhất. Thanh Huyền có tìm ra quy luật của những hình này không ạ? Quy luật đó là gì ạ? Em thưa chị là tổng các chấm tròn ở trong hình màu vàng thì sẽ là bằng số chấm tròn ở trong hình màu xanh ạ. Và hình nào cũng có hai hình màu vàng và một hình màu xanh đúng không ạ? Vâng. Quy luật khá đơn giản. Nhưng để tìm ra quy luật này và đưa ra một câu trả lời chính xác chỉ trong vòng chưa đầy một giây thì không đơn giản một chút nào. Và vì lý do đó chúng tôi được chúc mừng Thanh Huyền với thêm 40 điểm. Và cũng được chúc mừng bạn Hiền Thuận với thêm 30 điểm và Nhật Huy với thêm 20 điểm. Bây giờ sẽ có rất nhiều hình ảnh hiện ra trong vòng 30 giây. Và các bạn hãy cho chúng tôi biết những hình ảnh này nói về dân tộc nào. Và chúng ta chưa được chúc mừng bạn Thu Ngân, bạn Nhật Huy mà được chúc mừng Hiệp Thuận với thêm 40 điểm và Thanh Huyền với thêm 30 điểm. Và bây giờ phía trước các bạn sẽ là câu hỏi thứ 3 của cuộc thi tăng tốc ngày hôm nay. Trong câu hỏi này các bạn sẽ phải sắp xếp các dụng cụ sau với các môn thể thao tương ứng. 30 giây bắt đầu. Người trả lời nhanh nhất ở 1:07, các xác suất bạn đưa ra là BCAD. Đó cũng là câu trả lời của các bạn Hiệp Thuận, Nhật Huy và Thu Ngân. Đây là một câu hỏi không quá khó và hy vọng là tất cả 4 bạn của chúng ta đều giành được điểm. Còn bây giờ sẽ là đáp án mà chương trình đưa ra. Thứ tự sắp xếp đúng là BCAD và xin được chúc mừng tất cả 4 bạn. Bạn Thanh Huyền sẽ có thêm 40 điểm, Hiệp Thuận có thêm 30 điểm, Nhật Huy có thêm 20 điểm và Thu Ngân có thêm 10 điểm. Vẫn còn một câu hỏi tăng tốc nữa nhưng đây cũng là câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc này. Câu hỏi như sau. Đây là loài vật nào? Về loài sư tử và chúng ta được chúc mừng bạn Nhật Huy với thêm 40 điểm, Hiệp Thuận với thêm 30 điểm, Thanh Huyền với thêm 20 điểm và rất tiếc là chưa được chúc mừng Thu Ngân với câu trả lời là rồng.
Như vậy là những số điểm của các thí sinh đều đã tăng đáng kể sau khi phần thi tăng tốc kết thúc. Và hy vọng với những số điểm đó họ sẽ có thể có đầy đủ tự tin để bước vào phần thi cuối cùng, phần thi về đích. Nhưng trước đó chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang có trước khi đến với phần thi này nhé. Bạn Thu Ngân đang có 50 điểm, 170 là số điểm của bạn Thanh Huyền. Đang có 180 điểm là bạn Nhật Huy. Và tạm thời dẫn đầu với 220 điểm là bạn Nhật Xuân. Em cũng chưa hài lòng về phần thi tăng tốc của mình. Thi ở nhà thì em trả lời nhanh hơn như vậy. Với cái kỹ thuật đánh máy rất là chậm của em thì em nghĩ 80 điểm nữa là cái con số ấn tượng rồi. Thực ra thì có tiếc một chút về cái câu hỏi cuối cùng. Vì em chưa nhanh lắm. Em khá thoải mái hơn rồi ạ. Các bạn chơi rất là tốt ạ. Với cách biệt 40 điểm so với bạn dẫn đầu thì em nghĩ có 60 điểm là một cái thích hợp và em sẽ cố gắng giành điểm ở những cái phần thi của các bạn khác. Do vị trí cuối cùng cho nên em sẽ có một chiến lược thích hợp khi các bạn phía trước đã thi rồi. Em đã chơi hết mình. Anh xin chọn ngôi sao hy vọng. Mẹ rất tin tưởng con. Ước mơ nhỏ của em đã trở thành được hiện thực. Là niềm tự hào của gia đình. Cần nhất là sự tự tin lúc này. Chiến thuật. Chính xác. Vòng nguyệt quế vinh quang của ngày hôm nay đã gọi tên